Đây là hầm The Cap ở phía ngoài đường mọi người ạ. The Cap ở Điện Biên, Điện Biên Phủ. Điểm ngoài này là điểm thu vé mà. Mình được thu vé này thì có bán hàng rất là nhiều hàng lưu niệm. Người mua hàng lưu niệm thì ở đây bán. Mà tiến hẳn vào trong cái hầm này xem như thế nào mọi người nhé. Ở trên này người ta lợp mái chắn để bảo vệ cái hầm này vì phải bảo vệ. Thế nên là cái hào và đây là những cái tấm sắt được chẹn những cái bao tải. Nếu đến đây thì mọi người không nên trèo lên trên nóc hầm nhé. Quay hết đi, hết một vòng này đi. À đây là lối xuống à? Đây là cái lối xuống. Cái hầm này nó cao tầm khoảng hơn 2 mét nữa. Ở hầm này có gì không? Không cấp điện à? Đấy, trong hầm The Cat thì nó chỉ như thế này thôi mọi người ạ. Đây là cái bộ việc làm ghế. Lối đây là lối thông, là lối thông lên trên cõi gai. Đây sơ đồ hầm à? Yes. Bản đồ tiên biến hầm The Cat trận đấu tháng 5 năm 1954 ấy. Hầm The Cat ấy. Ở trên là lớp sắt và đặt kè những cái tạch xi. Phải dọn cái phía đây. Phải vừa không? Nhỉ. Thì mắng phạt trực tiếp cho quá. Mấy bạn đang phạt. Bé tế đâu bạn? Cho mấy bên chị mày. Thôi cho mấy chú. Tế, tôi tế này. Cậu ăn. Cái này bạn. Đây người ta đổ bằng bê tông. Bê tông giả ván. Cái gì là vừa lạ ở đây nhỉ? Cái ván này là còn ở trên là sắt. Giờ di chuyển ra phía ngoài. Chắc cỏ gì nữa mẹ. Mua hay không có gì hết. 20.000 tấm ảnh với hai. Hầm chỉ huy quân đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chụp cái ảnh ấy ngay bây giờ đi.